Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ2. Các bạn biết đến tựa game rắn săn mồi không? Có chứ, ngày xưa em chơi trò đấy à. Con rắn của em dài loang luôn. À thế à? Hôm nay anh sẽ solo với ốc xem con rắn của ai dài hơn và top 1 server. Được rồi. Trước khi vào video, các bạn quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Còn bây giờ đi thôi. Umbala. Hai con rắn, đâu phải hai con rắn đâu, trông như hai bức tượng đâu ạ. Trông cực kỳ ngu luôn. Ê nhìn là hai đứa mình tóc đi đâu á, nhỏ đầu chọc hết luôn. Đứa nào vào game này cắt hết tóc của hai đứa mình rồi. Hai đứa mình trở thành hai đại sư huynh rồi các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ phải đi ăn để tăng độ dài đúng không Bê Huy Thành? Đúng rồi, chúng ta sẽ phải ăn những cái hoa quả ở đây để làm sao mình trở thành con rắn dài nhất quả đất luôn đó các bạn. Đây em ăn đây. Ui nhưng mà lâu dài lắm, em đang có một tí đuôi cứ quay vòng tròn đấy Bê Huy Thành. Anh cũng thế, anh cũng có một tí đuôi. Rồi không ổn rồi, chắc là anh sẽ bỏ Robux ra để anh mua, gọi là chúng ta sẽ có 5x. 5x thì nhanh dài lắm. Đúng rồi, đấy phải không? Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ ăn nó rất là nhanh. Anh có thể mua được cả tốc độ luôn đó Baby Thành. Anh biết rồi, có mua được tốc độ. Ủa còn bạn này dài thế nhỉ? Đây này, chỗ này nhiều đồ ăn này, các bạn này ăn. Có một hẳn một núi đồ ăn luôn. Và ôi nhiều quá, em thấy có cả kim cương Baby Thành ạ. Ồ vào đây ăn đi ông ơi. Ồ đúng rồi, vào đây này. Trời ơi, một núi đồ ăn luôn mà. Ôi giời ơi, ô con kia nó trèo lên trên cái kim cương. Đây núi đồ ăn, núi đồ ăn, núi đồ ăn. Không được, tất cả là của ta. Không được, tụi bay không được ăn. Núi đồ ăn thế này mọi người ăn hết mất tiêu rồi. Không, em vẫn ăn được anh ạ. Anh cũng ăn được. Nhưng mà trèo lên nó hơi khó. Đúng rồi các bạn ạ. Tranh nhau mấy cái hoa quả trên cái núi này. Góc góc này nhiều này. Góc nào nhiều? Nhiều chỉ em thôi. Đây là bên này. Cứ đi tìm thôi cho là nhìn mẹ. Ui ôi, đuôi đứa nào mà dài loằng ngoằng đây đấy. Ui đuôi đứa nào dài đây, đuôi tím dài đấy. Đây đây các bạn ơi, chúng nó dài quá các bạn. Mình vẫn đánh đầu được quả ấy. Kim cương. Ăn. Anh đang chui trong hang núi này ông ơi, sao anh ăn mãi chả thấy dài gì. Em dài phết rồi đây này. Đây rồi. Đấy. Giời. Ăn quả nho, ăn quả chuối, leo lên trên cao, ăn tiếp, ăn quả táo cho bớt ngáo. Cho anh ăn mãi mà anh ngắm thì có vẻ như anh thì bớt nhiều rồi nên là anh ăn mãi nó chả dài. Nhìn đây em đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Dịch vượt rơi xuống cày thích. Đồ ăn hại. Đỉnh cao danh vọng chết nhân răng. Rơi xuống đang ở trên thì tự nhiên rơi xuống. Đâu, bên. Ốc đâu, ốc mà kêu dài đâu. Cũng dài phết rồi. Đâu, xem ai dài hơn. Ui, chỗ này có một bạn đỏ đỏ. Ui, bạn màu đỏ này úp mặt xuống đất không hề chất các bạn. Ui, bạn trắng đen này dài thế. Đuôi anh cong cong này ông này. Ua, anh có cái đầu đội anh vương miện à? Anh lụm được thì sao á. Wow, anh là hoàng đế à? Hoàng đế sâu, không đùa được đâu. Đâu thì mấy đội anh vương miện rõ to. Kệ anh, ít ra anh có vương miện đội. Đây, bên này nhiều hoa quả các bạn này. Đấy, ông ơi mình ăn dài dài xong tí mình sang đấu, đi đấu với đối thủ đấy. Đúng rồi, mình phải đi đấu đối thủ. Nào, đo dài. Xem ai dài hơn nào, ra đây đứng đây. Bằng nhau. Bằng nhau, ok, đi mãi rồi cũng bằng nhau. Nhưng anh vẫn là ngầu hơn vì anh có là vua hoàng đế rồi ạ. Đi solo đi ông ơi, mình ăn này mệt lắm ông ạ. Ui, chỗ này nhiều quá, em ăn nốt quả chuối đây đã. Tham nốt quả chuối nào. Cả hamburger nữa này. Anh sẽ sang khu đấu PVP, đấy, khu đầu lâu xương chéo kia mình chiến đấu các bạn ạ. Nó mới gọi là thể hiện sự đẳng cấp của mình nhá. Bạn bị kinh rồi. Quả bây giờ nhiều hoa quả lắm luôn đâu ạ. Có bao nhiêu nguy hiểm này. Nguy hiểm. Trên đường đi mình cũng tranh thủ lụm một ít để tăng độ dài các bạn. Nguy hiểm. Căng thẳng lắm các bạn ơi, vào đây là sơ hở là mình sẽ bị chết đấy. Ok, ốc nhập cuộc ở đây. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau bẫy chúng nó để ăn, mình hiểu chưa Bê Huy Thành? Nào, mình sẽ bẫy cái con đầu đen kia các bạn. Nè, con trắng trắng. Ui, ôi, con này nó né kinh ấy nhỉ. Đang định bẫy nó thì nó lại. Nó thịt em à? Chết rồi hả? Không được, bây giờ mình đang cực cay. Mình tái sinh một phát là mình ngay lập tức là mình phải đi vào PVP luôn. Ở đây bảng xếp hạng thì em đang đứng số 16 bên Thành ạ. Còn anh đang đứng số bao nhiêu? Anh vừa tiêu diệt được một con rất dài. Anh xem anh đứng số bao nhiêu. Anh nhé, từ từ đã, anh phải ăn đây. Đây có một con vừa hy sinh, mình phải ăn hết. Wow. Phải tranh thủ ăn, đâu. Ôi, top 1 server rồi. Top 1 server nha. Bên mình top 1 rồi. Này thì đuổi theo anh. Ủa sao anh
ăn được bọn nó hay thế. Anh gọi là trình độ cao hiểu không? Các bạn mấy con kiên lao vào mông anh thì mông anh toàn gai thôi. Anh bảo kê cho em để em có cái ăn. Úi giời, tí thì bị. Ủa nó quật kinh lắm các bạn, cái đuôi nó dài, con kia dài quá. Anh đánh nhau với con đỏ đi. Không, anh đánh nhau với nó làm gì? Ê, đoạn nào mà có đồ ăn mà có con nào chết là nhớ bảo em sang đấy ăn nhá. Mình ăn nhiều hưu các bạn ạ, mình bé tí này lùi bọn nó quật cho chết các bạn. Như con sâu đo các bạn. Rồi, chỗ này nhiều hoa quả quá, nhiều hơn bên ngoài nhiều. Ui, tranh của bạn kia, tranh của con trứng trắng các bạn ạ. Ở đây có hai bạn đang hẹn hò với nhau, không có đi đâu các bạn ạ. Hẹn hò hả? Ừ đây này, nó đứng im luôn này. Sao lại hẹn hò vào đây để solo mà, hẹn hò làm gì? Lạ thật các bạn. Bên cái thành dí ai đây? Anh dí thằng đỏ đỏ kia. Đấy, nguy hiểm quá. Đấy, đối thủ, kiểu gì có đứa chết chỗ này. Đúng rồi. Chỗ này đông quá các bạn. Để em đứng gần đấy rồi em ăn thôi. Đấy, có một đứa hy sinh đấy. Rồi, tông vào nhau kìa. Ua, bạn này chết. Đây rồi. Cảy thế. Bra. Ê, sao anh ở dưới lại bị chết? Chết lột ngược các bạn à. Yêu ảo ấy. Thế nhờ. Đi vào đây luôn, Bê Quy Thánh ơi, đi vào đây luôn mà ăn cho nó được nhiều. Bây giờ mình không cần phải nói nhiều các bạn. Mình sẽ là con sâu nhỏ nhỏ này, mình bá chủ đúng không? Mình tiêu diệt được khá nhiều người ở trong đấy rồi. Anh vẫn top 1 kia kìa, thấy không? Ui, có một đứa. Tranh nhau chết này. Ốc à? Ốc đấy, ốc rỉ phết rồi đấy. Lụng viên kim cương. Mình ngắn ngắn khéo lại nguy hiểm ốc ạ. Ừ đúng rồi, mình ngắn ngắn nguy hiểm với bọn dài mà. Đây. Mấy đứa dài ăn mệt công rồi tí anh dài chết. Ý, có đứa nó còn cuộn tròn vào này các bạn này, như làm tổ kén này. Thế này làm sao mà chơi thì chán ỏm. Anh thấy ốc màu hồng BD rồi. Màu hồng nam tính. Nam tính. Em con gái em phải biết tính chứ, nam tính. Đây là các bạn, con sâu không đùa được đâu, mình có thể quay trở lại. Ôi chúng nó đang quấn nhau ở đây. Đây là cơ hội để mình có thể tiêu diệt hai đứa này. Đây là cơ hội, xin lỗi bạn Tuấn Anh, mình tiêu diệt bạn này. Có sao không được. Con sâu với Quy Thành cực kỳ đáng yêu luôn. Không được. Sao nó chết kìa, ôi dồi ôi, biết thế mình không để ý các bạn ạ. Mình sẽ phải giết con này. Dí con xanh. Không chết. Con này nó không chết là sao nhở? Mình không hiểu luôn ấy các bạn. Anh ăn được cả ai. Không hiểu sao con pha đấy mình chết luôn á. Người đứng sau hả? Người đứng sau. Bê Quy Thành đúng đục nước béo cò các bạn. Mình đứng sau. Ôi, ông chết chưa sao? Xong rồi anh tiêu diệt nó. Thế là ăn cả hai rồi các bạn. Kinh thật đấy. Thuyết âm mưu à? Thuyết âm mưu hả? Đấy, chấu mắt CIG có viên chim sẻ đằng sau. Thằng kia chắc cũng cày. Ủa đùa, nó không bị sao luôn các bạn ạ. Mình chặn đầu nó thế mà nó bị sao. Game này bị nó sao mới chết ấy. Thôi cứ chặn rồi. Đấy, mình cứ đánh võng á, con đỏ 22. Quấn á, tỉnh á. Quấn á, quấn. Ăn. Có một con vừa hy sinh, các bạn. Ui, em vào ăn một phát hai con dài luôn này, Bê Quy Thành. Anh cũng vừa đập chết một con, lấy đuôi anh đập. Anh giỏi đấy. Đập bốp phát vào mồm nó luôn. À, vậy là phải chạm đuôi mới chết đúng không? Chạm đuôi chắc chắn dễ chết hơn. Ôi, thằng này thương tâm vào ốc có chết. Đốc chết đấy. Ôi, sao Bê Quy Thành quẹt con mình mà Bê Quy Thành không chết ta? À? Chết đâu. Kìa, chúng đánh nhau nhỉ, mình đã nhân cội này. Dí luôn hai con. Đâu rồi, mình giết được rồi. Chia treo một nửa. Ok. Trời, ốc dài phết rồi các bạn ạ. Ốc dài phết các bạn ạ. Ôi, kìa. À, con xanh xanh này được lắm. Hai đứa mình quay nó. Ôi, thằng này đi nhanh quá. Thằng này đi nhanh thật. Ôi, đi như kìa thì chịu rồi. Mấy đứa này ăn điều hưu quá. Ăn điều hưu, ăn chỉ để ăn thôi các bạn ạ. Bắt thằng xanh. Mình chết rồi, mình đã nhảy lên để đi qua rồi.
mà vẫn chết. Thằng này nó nằm anh tâm rồi. Nhưng anh vẫn top 1 này. Đâu quá. Anh tái sinh 3 lần rồi à? Ờ. Ồ. Em là top mấy đây? Đâu rồi. Em top 11. Em là top 1, ông top 11. Anh quá đỉnh luôn các bạn ạ. Anh vô đối luôn. Anh tăng top 1 server không ai đẳng cấp như anh. Rồi ok, bây giờ anh sẽ trở thành con sâu ngắn vào chiến đấu. Cho nó quách các bạn ạ. Đi vào đấy đi, bây giờ thành em cũng sâu ngắn này. Ờ, mình đi, hai đứa mình sẽ đi ép với bọn sâu dài. Đúng. Sợ quá. Rồi, mình cứ đi chặn đầu chúng nó, phải không? Chúng nó ăn nhiều, chúng nó thua rồi chúng nó sẽ bị thua luôn. Mấy con sâu đít quay quay này. Đấy, tông vào nhau bây giờ. Đã phèn thì chớ đi bắt mấy con to to gì à? Ờ, em tưởng anh có tốc độ bây Quý Thành. Anh chưa một tốc độ ông ạ. Một tốc độ à, bọn kia hốt lắm. Mình cực liều. Đấy, 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 rình rình chúng nó tông nhau chết thì mình ăn hôi đấy, các bạn thấy không? Úi xời. Quá tuyệt vời, cần đợi tông vào đấy chết đấy các bạn. Em muốn nó chạm vào đít em nhưng mà khó thật. Khó mà đấy, chiến thuật là mình đi ăn hôi như thế này là mình dễ lên này. Ừ, nãy em vào phát ăn hôi hai con dài thong loằng luôn. Dài thong loằng luôn à? Là dài thong loằng hay là thong lòng? Thế thì chịu rồi. Từ điển tiếng Việt các bạn. Chúng các nó kiểu dính đại chiến với nhau đấy không? Nó không để ý là mình ăn đấy các bạn. Chiến thuật và chơi game này các bạn cứ chiến thuật như thế cho mình, đảm bảo là tí các bạn sẽ dài nhất ở đây luôn. Thôi nó ăn hết. Về với thầy ăn được một cá. Ăn thôi gai, đừng có đùa. Rồi mấy con dài dài nó sắp đại chiến với nhau rồi các bạn ơi. Mình sẽ lần cơ hội này, mình vào mình hôi của. Ôi ơi, biệt đội bẩn bẩn vào rồi, nhiều lắm. Nhiều lắm rồi, nhiều rồi các bạn. Nhiều mới vui. Đây rồi, quấn à. Mình thì sẽ để ở bên này cho nó dài dài một tí, ăn bên này điều hưu tí trên này. Quẩn à, rồi giết nhau chuẩn bị quấn gì. Anh tiêu diệt được một con. Quá anh giỏi em. Em nhảy lên quay đuôi thế mà nó không chết. Rình các bạn ạ, rình. Hai bọn nó ôm nhau này các bạn ơi. Ông còn đi ta đệ, ông còn đi ta đệ. À, không cứu chết hả? Nguy hiểm quá. À, ôi, đi qua đây nha. Ôi trời ơi. Ông tông ai à? Ôi. Đông. Đi, anh do cắn được con tông mà. Ôi trời ơi, mình là đứng thứ 9 rồi các bạn ạ. À. Các bạn ơi, tuy anh ngắn nhưng mà anh... Ôi. Cái gì vậy ba? Ta trốn trong gốc cây này. Đi bắt mấy thằng dài dài kìa, tốc độ cao đấy, đúng rồi. Đấy đúng rồi, từ tông vào chân đi tốc độ cao này. Yeah, ở này thấy không? Thế tông vào người mà không bị sao kìa bạn. Đấy, như vậy nó mới chết. Bên này chả ăn hôi được miếng nào. Còn lâu mới giết được anh. Bắt con này các bạn ạ. Rồi đối thủ đâu hết rồi, đối thủ kia. Thôi các bạn để vào chơi không dám solo với nhau à? Phải mình sẽ solo, mình sẽ solo. Ôi, đâm thẳng đầu nhau luôn. Really nigga. Mình gạt giò luôn. Ôi chứ rồi em bị mắc rồi, mắc cái đuôi rồi. Đâu à, ông nhìn thấy một đống hoa quả trước mặt ông không ăn được. Anh ăn hôi. Cay tươi nhờ. Không chơi được. Ông các bạn, ông cây mắc đuôi thật. Ông mắc đuôi vào cái cầu không đi được. Cay quá. Ui con này chết già. Bê Quy Thành dám mấy mình. Hôi được tí các bạn ạ, hôi của. Mày. Ủa sao nó không bị sao nhỉ? Anh tạt đầu nó như thế mà nó lại không bị sao các bạn ạ. Giờ không reset được, ngất trên cầu này. Ngất trên cầu, đâu, anh xem nào. Đấy, có đứa nó còn chờ sẵn để nó ăn đi em ấy này. Trời ơi, cái thằng này. Ok, em chết thì em được chơi lại. Đấy, có đứa nó chờ sẵn đấy mẹ. Ăn thì đâu. Ăn thịt ốc các bạn. Nó không chết đấy các bạn. Ông không chết được các bạn. Ông bây giờ bất tử ở trên cầu. Cười không chịu luôn. Không chết được các bạn ơi. Nào. Đây này, giết thằng có vương miện này nè. Anh không có vương miện nữa đúng không? Anh mất vương miện rồi các bạn ạ. Anh mất top 1. Top 1 sẽ có vương miện hay sao ạ? Không, anh vẫn anh mất top 1. Vẫn top 1 nãy là anh ăn được cái vương miện. Anh có vương miện thôi. À thế à. Đây, chúng ta chuẩn bị tấn nhau. Nhân cội này. Các bạn ơi, mình ở trên cầu bị bọn nó chà đạp các bạn. Thế thì mình ở giữa thì mình chết. Chết rồi. Giờ anh chết là đúng rồi, anh dám ăn của đồng đội. Anh dám ăn của em.
Cười không chịu được luôn. Về đấy cầu cứu em đi. Không cứu được đâu, em cứu rồi. Mấy đứa này dài dài không vào trong kia chơi PVP mới vui. Bây giờ nhà anh sẽ mua tốc độ cao cao lên một tí, anh đi tạt đầu chúng nó ông ạ. Ừ, ông vẫn lên cầu cái bên này. Các bạn ơi, mình sẽ đi tạt đầu. Đó. Mình ngắn ngắn nhưng mình sẽ mua tốc độ cao để mình đi tạt đầu các bạn ạ. Ốc kìa, anh vừa đi qua ốc. Cái xác của ông. Đấy rồi, tốc độ cao, tốc độ cao. Tốc độ cao lắm đâu, tốc độ cao chết luôn mà. Tụt hạng rồi các bạn ơi. Vì mình nghịch quá rồi các bạn ạ. Nói chung là mình cũng có hạng 1 rồi. Ốc là chưa có hạng. Ốc có hạng 11 mà. Hạng 11. Hạng 11. Ở đây mà tụt dậy... thoát ghê đi. Chết rồi còn đâu nữa. Từ từ thế thì anh mình của anh vẫn ham các bạn ạ. Tham lam ấy. Tham lam và ngu dốt các bạn. Đấy, thế mình giết được con. Giết nó đi. Giết nó đi, đúng rồi. Yeah. Giết cái con vương miện đi. Ờ, phải giết con đấy. Con đấy nó cứ đánh cẩn thận lắm các bạn ạ. Ồ, con này cẩn thận lắm. Thấy không? Nó tổng một đít anh ấy, anh cạt đầu nó có bị sao đâu. Đúng rồi, nó bị sao á. Nó kiểu thất bất tử hộ thân đấy, xong nó đi đến chỗ con khác lại tự vòng một người nó đi rất khôn nha. Đấy, anh cạt đầu nó. Vì nó đủ độ dài rồi. Yeah! Hạng 2 được rồi. Cười quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình cũng đã chơi cái trò con rắn này khá là vui rồi các bạn ạ. Và nếu các bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để biết xem quảng cáo. Và các bạn có thể vào trò này chơi khá là vui nha. Bye bye. Nhưng mà cái khó của nó là lắm khi mình cho chúng nó đâm vào người mình rồi, nhưng mà mình lại bị chả ra nó chả chết, mà mình khi mà lướt qua người nó mình toàn bị chết thôi các bạn ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây đánh ngơ bọn nó đá em xuống cầu rồi. Để anh cùng đi xuống. Xin bình biệt ông. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn biển sau. Bye bye.